cùng mình xem thử lần này có mấy cái cài tóc độc lạ nào không nha. Mới vô là thấy mấy cái dây gì có hạt bông hoa nhìn khá lạ rồi nè. Nó là nguyên sợi dây luôn và bên trên nó có cái kẹp để mình kẹp vô tóc. Mình hút hai sợi vàng, hai sợi hồng mà cái sợi vàng nó không hợp với màu tóc mình lắm. Nhất là mấy bạn biết cách tết tóc đẹp á, kẹp cái này vô nữa nhìn nó có điểm nhấn lắm luôn. Tới cái kẹp thứ hai này thì trông nó khá thần tiên tỷ tỷ. Cái kẹp này mà cho mấy dịp nào cần nhẹ nhàng nữ tính như là đi ăn tiệc, ăn cưới á thì khá là hợp luôn. Có thể kẹp hết qua một bên hay là kẹp mỗi bên một cái như vậy cũng hay. Qua cái thứ ba mình đổi qua hệ cá tính chút xíu nha. Mà cái kẹp này thì cần kẹp cái lượng tóc nhiều vô chứ không nó dễ bị tụt. Rồi tiếp theo là tới mấy cái kẹp nó cũng khá lấp la lấp lánh giống mấy cái hồi nãy. Theo hình mẫu là mình sẽ kẹp theo cái kiểu dọc quanh cái mái này đó, nó sẽ kiểu như vậy nè và nhớ phải ván tóc ở hai bên lên nha. Cuối cùng là tại mình thấy nhỏ bạn hút mấy cây trâm này nên mình cũng hút theo để tập coi thử có hợp với mình không. Thấy cũng khá mới mẻ nên chắc sắp tới mình sẽ hút thêm mấy cây trâm mà kiểu cô nương cổ trang hồi xưa đồ đó. Thì lúc đó mình sẽ quay clip cho các bạn coi sau nha. Rồi lần này hút có nhiều đây thôi, bạn nào thích cái nào thì có thể tham khảo nha.